Thôi đi về thôi. Rồi trễ rồi nè. Ủa, có tiếng khóc của ai vậy ta? Ê, ê, nửa đêm nửa hôm không biết có chuyện gì biết vậy nè. Rõ trả lời. Ngài Slam, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy? Theo thông tin được biết, có một sinh vật lạ đang xuất hiện xung quanh ngôi trường của bạn. Wow, thật thế sao? Ở trường của tôi hả? Để xem nào. Nhiệm vụ lần này là hãy đi tìm hiểu xem đó là sinh vật gì và có nguy hiểm hay không. Ôi, thật sự là có một cái sinh vật lạ kìa. Chuyện này không hay rồi. Ê, ngày mai tôi sẽ lên trường điều tra cho. Hãy cẩn thận và đừng để ai biết bạn là điệp viên nhé. Được rồi, cảm ơn ngài. Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ ngay. Chúc bạn may mắn. Hi, xin chào các bạn, mình là Mel nè. Ok, mình vừa mới học xong tiết tảng á, thật là mệt mỏi quá đi à. Ê bà Mel, hôm nay Hachi không đi học hả? Kìa. Ờ ha, nói mới để ý á, Hachi đâu có tiêu rồi. Ủa sao hôm nay vắng nhiều người quá vậy trời? Các em chú ý, đây có một thông báo. Hiện tại trong trường đang có những vụ mất tích kỳ quái. Kể từ hôm nay, các em không được ở lại trường sau khi trời lặn. Các em nghe rõ chưa? Dạ, nghe rõ rồi. Ghê vậy mắt ơi. Buổi tối á, ở trong trường người ta đồn là có tiếng khóc á. Ê, ghê có vậy? Khi nào Hachi là người cũng bị bắt cóc giống vậy không? Ôi, có kỳ lắm nha. Hay là trường này có ma không trời? Ê, nấp. Ông có tin trường này có ma không? Dớ dần, trên đời làm gì có ma. Trời, không tin thì thôi, mắc gì cọc trời. Ê, mà sao tự nhiên hôm nay em đi học mà ông mang nhiều chuối quá vậy trời? Để tôi. Ờ, ok. Ê, mọi người coi tập trước thì mọi người cũng biết tính Huy nấm quá rồi mà ha. Cái kiểu cục xúc vậy cũng không có gì. Ê da, đã bây giờ á. Cái kiểu cục xúc vậy đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà có điều khả nghi ở đây đó. Ngon quá. Trời ơi, ra chơi ăn kem là số 1. Ê, mát, mà nãy giờ có để ý gì không? Ờ, hả? Cái bên nó đáng ngờ lắm, có thấy vậy không? À, nghĩ vậy. Tự dưng đi học thôi mà mang quá trời chuối luôn, mang nguyên cả nải á. Trời, bà để ý người ta quá à, không có đâu bà ơi. Trời ơi, thiệt mà, không có ai đi học mà mang nguyên một đống chuối như Huy Nấp hết trơn á. Huy Nấp kìa. Hả? Ủa đâu? Huy Nấp. Ủa, đi đâu rồi trời? Trời ơi, đi đâu mà vòng kìa trời ơi. Ê, thiệt đó, đáng ngờ lắm luôn á. Mình đi gần đi. Ờ, cái điện thoại lấy lúc này. Hả? Cái gì mà rình người ta vậy? Trời ơi, biết đâu là hả Huy Nấp á hả? Cái điệu bộ lén lút vậy chắc chắn là có vấn đề lỡ đâu á hả? À, Huy Nấp liên quan tới cái vụ mất tích bữa giờ ở trong trường sao trời ơi. Gì ghê vậy? Nhưng mà bây giờ hả ghê cũng phải rình thôi, lỡ có chuyện thiệt cái mình hả phát hiện ra được bí mật động trời Huy Nấp sao? Lẹ mất dấu vậy? Ý, vô núp vô. Huy Nấp nó đang làm gì kìa? Trời ơi, phát hiện rồi. Ai bắt quả tang? Ôi, Huy Nấp ơi. Ôi, kìa. Ghê, bắt quả tang là làm điều phi pháp nha. Giơ tay lên, bắt lại rồi, đi vô đồn nè. Có phải ông là người đã bắt cóc mấy người trong trường không? Bắt cóc, nói không gì vậy? Ê, trời, ôi. Nguyên con mèo luôn. Ôi ơi, wow, nguyên một con mèo luôn kìa. Trời ơi, dễ thương quá à. Wow, vậy là ông thấy con mèo hoang trong trường xong mỗi ngày ông mang chuối cho nó ăn đó hả? Đúng rồi. À. Trời ơi, Huy Nấp thánh thiện vậy mà có người nghĩ xấu cho Huy Nấp á. Ê, nói gì vậy? Hiểu lầm thôi. Ủa mà mèo gì mà ăn chuối vậy trời? Trời ơi, đâu biết đâu, nó thích ăn quả chuối thì tôi cho nó ăn chuối thôi. À, vậy là lý do ngày nào ông đi học cũng mang nguyên một đống nải chuối vô vậy hả? Đúng rồi. Rồi, vậy mà tôi tưởng là ha, ông có ý đồ xấu xa gì không à. Ôi, chuông vào lớp rồi. Đi vô lớp thôi. Ủa, nhưng mà con mèo là để đó hả? Nhà tôi cũng không nuôi được mèo cho nên là để nó ở đây thôi. À ha. Trời ơi, với lại ở đây cũng không có ai nuôi được con mèo hết cho nên là tôi để đây tôi nuôi thôi. Wow, Huy Nấp thật là tốt bụng nha, mình đang nghĩ xấu với Huy Nấp thôi. Được rồi, về lớp đi, tôi cho ông kẹo nè. Về lớp chuông reo rồi. Về lớp. Ây da, ấy trời ơi, đúng cái hôm đi làm nhiệm vụ nó lại mưa nữa. Rồi bây giờ thì chắc là hả ở trường không có ai rồi, mình lẻn vào thôi. Không biết là hả cái con yêu quái đó cuối cùng là khi nào nó xuất hiện, rồi nó xuất hiện lúc giờ nào nữa. Không biết mình sẽ ở đây tới bao lâu để mới tìm ra được nó. Có cái gì ở đây không ta? Không có thấy con ma nào hết vậy, tại sao mấy người đi vô trường này hả lại bị mất tích nhờ? Mèo, mày đâu rồi mèo ơi?
Mày đâu rồi? Ủa cái gì vậy? Ủa giọng Huy Núp mà. Huy Núp kìa. Mèo mèo mèo. Ủa Huy Núp làm gì ở đây mèo vậy ta? Rồi. Mèo. Trời ơi, nên sao nó gọi tên mình vậy? Cái gì mà gọi tên người ta như thú cưng bắn trong cái được gì ta? Cút gì vậy? Trời ơi, đêm hôm sao bạn ở trường vậy mèo? Trời ơi, tôi hỏi ông mới phải á. À, còn mặc đồ đi học nữa. Đang kiếm gì tự nhiên đi khắp trường kêu meo meo kiếm tôi hả? Trời ơi, tôi đang kiếm con mèo của tôi chứ không phải là kiếm bà. Trời ơi, bây giờ tôi không biết con mèo của tôi đâu á. Nó thích ăn chuối lắm. Mà bây giờ cho nó chuối nó không thấy nó đâu nữa. À, ủa vậy là tại vì con mèo nên là mới quay lại trường á hả? Trời ơi, tại vì trời mưa nên tôi phải quay lại trường á để bỏ nó vô hộp nhưng mà không thấy nó đâu hết trơn á. Ơ trời, trời ơi, vậy là cái con mèo hồi chiều là đã mất tiêu rồi hả? Ờ bây giờ từ cái vụ án mất tích người thành mất tích mèo luôn rồi. Ủa mà bà mặc bộ gì nhìn ngầu quá vậy? Cái này là đồ hóa trang ha. Nhưng mà nói chung là bây giờ tôi phải vô trường tôi kiếm mấy cái người mà bị mất tích á. Tại vì tôi với bà đi kiếm con mèo đi. À cũng được hả? Ê, cái tiếng gì vậy? Ơi. Ơi, chả lẽ đây là cái tiếng khóc trong truyền thuyết sao? Ơi ơi. Đây là tiếng khóc trong truyền thuyết. Hồi sáng không có nghe thầy nói hả? Thầy nói là buổi tối trong trường có cái tiếng khóc á, xong rồi có nhiều người bị mất tích ở trong trường là hả? Đang nghi là do cái tiếng khóc nè. Đó, hồi sáng không kêu hả? Không có tin ma cỏ. Bây giờ tin chưa có mà được. Ok, giờ bình tĩnh nè. Ma thì ma, mình không có sợ. Tại vì mình là điệp viên mà. Ấy nhưng mà giờ đi kiếm ma, đi kiếm ma. À đi, rồi, nghe cái tiếng đó hình như nó phát ra từ trong trường học, lớp học. Đi. Bình tĩnh. Ý da. Cái tiếng nó ở bên này nè, Bình tĩnh. Ây, để đi kiếm cái con đó. Ê, có cái gì ở trong cái lớp học này kìa? Có cái gì hết kìa? Trời ơi. Con mà kìa. Nó vẫn chưa làm gì mình hết. Bây giờ ở đây nha, đếm 1, 2, 3 cái tôi xong cửa vô tôi bắn nè. Nè, 1 nha. 2. 3. Ê, mày à, mày ê, thả bạn tao ra, thằng kia. Mày là cái gì vậy? Ây da, hết đạn rồi. Ôi ơi. Chết rồi, hết đạn rồi. Ôi, nó khóc kìa, Huy Núp ơi. Quan đã, tôi tin chắc nó không có hại con người đâu, tôi thấy nó thân thiện lắm. Nhưng mà vậy mấy người mất tích ở trong trường là do đâu vậy trời? À Huy Núp ơi, hay là bây giờ ông hỏi nó xem là hả nó có biết mấy người bị mất tích ở trong trường này không? À, bạn mèo ơi, bạn có biết mấy người mất tích ở trong trường là ở đâu không? Ơi, nó đi đâu kìa? Đi đâu kìa? Ơi, đi theo thôi. Ôi ơi, quá trời người cho mày luôn kìa. Ủa mà sao bị luôn kìa, có hai chi luôn kìa. Hai chi ơi. Ủa hai chi sao mà ông ở trong trường bữa giờ vậy? Trời ơi, bữa tôi vô trường vào buổi tối á, cái gọi tôi nghe tiếng con mèo kêu với tôi giật mình tôi xỉu bữa giờ hả? Ở đây á. Trời ơi, ông có biết là bữa giờ là 3-4 ngày rồi không? Ông mất tích ở trong trường rồi đó. Đâu có đâu, tôi xỉu bữa giờ đó.
Ôi mấy người ở đây vậy cũng vậy hả trời. Trời ơi, vậy hóa ra là con mèo này á, nó khóc lòng vòng ở trong trường. Xong rồi hả, mấy cái người học sinh á, đi học buổi tối á, cái thấy con mèo này á, xong rồi bị giật mình, tưởng nó là ma. Cái xỉu ở trong trường á, nó gom hết vô trong này luôn. Đúng là kiểu mà loài mèo á, là nó thấy cái gì cái nó gom hết vô một chỗ á mọi người. Trời ơi, nhưng mà tại sao nó lại khóc như vậy ta? Hay là nó đói? Mà mình thấy là hồi nãy khi nước cho nó ăn chuối xong rồi cái hả, anh hết đói rồi, hết buồn rồi, hết buồn luôn. Mình nghĩ là tới bữa đêm thì nó biến thành, nó mỗi lần mà nó đói xong nó biến thành cái con này ấy, thì cũng nguy hiểm thiệt á chứ. Thôi mọi người, mọi người có thể về rồi đó, mọi người đi đi. Còn con mèo này mình Huy Đức ơi, tôi nghĩ là hả, tụi mình phải kiếm người nuôi nó thôi chứ hả, để nó cứ bỏ đói nó buổi tối cái nó lại đi khóc lóc như vậy nè, xong rồi nhiều người không biết lại tưởng nó là ma. Bây giờ cho ai nuôi bây giờ? Để xem coi. Nghĩ ra rồi. Cái gì vậy? Cái gì đây hả? Ba mẹ cho con nuôi em bé mèo này nha. Trời ơi, con với cái bản thân còn chưa xong nữa, giờ còn là đi nuôi mèo. Bực mình quá, ông nó chịu nó riết nó hư. Ông với nó nuôi đi, tôi không biết gì hết á. Ủa cái gì vậy, từ 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 vợ vậy. Vậy là mình sẽ nuôi em bé mèo chuối này và mình sẽ cho nó ăn thường xuyên. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nếu các bạn muốn xem thêm về những cái video clip mà mình đi học thì hãy ấn vào cái màn hình ở đây nha. Còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn các bạn, nhớ like và share cho mình nhé.